Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ dạy cho các bạn xem một con vật mà nó tên tiếng Anh bắt đầu bằng chữ O, đó là ostrich. Bây giờ tôi vẽ xem các bạn có đoán được đây là con gì không nha. Bây giờ tôi bắt đầu vẽ. Đầu tiên tôi sẽ vẽ phần mỏ của con vật này. Mà bây giờ sẽ về phần đầu này. Và về phần mắt này. Ta sẽ về phần mình này. Rồi chúng ta sẽ vẽ phần đuôi này. Và chúng ta sẽ vẽ phần cánh này. Bạn đã nhận ra con gì chưa nè? Giờ tôi sẽ vẽ phần chân nè. Và tôi sẽ vẽ phần chân này. Bạn đã nhận biết được con gì chưa nè? Đó là con đà điểu. Bây giờ TV sẽ trang trí thêm nha. TV sẽ cho con chú đà điểu này đứng trên một cái bãi cỏ này. Mình sẽ phải trang trí cỏ nha. Và bây giờ chúng ta trang trí thêm. Phần vẫy chân của chú đà điểu. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tô màu cho chú đà điểu này nha. Sẽ tô phần mỏ trước này. Mình sẽ đánh đây là tô phần. Hãy subscribe cho kênh Chim Sơn để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
liệu xong rồi. TV xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Các bạn hãy nhớ đón xem những video tiếp theo của TV nha. Tạm biệt các bạn.